Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với VVS Channel. Và vào sáng ngày hôm nay thì tiến sĩ Nicholas lại tiếp tục có những cuộc trò chuyện với các partner ở trong phần Chappy mục developer. Và tiến sĩ cũng tiết lộ một vài thông tin cho chúng ta biết về Manet. Và trong cuộc nói chuyện này thì tiến sĩ cũng đã trả lời rất nhiều câu hỏi. Tuy nhiên để tránh lặp lại những câu trả lời trước đó thì mình chỉ chia sẻ những câu hỏi nào mới hoặc là những thông tin nào mới thôi nha. Trước tiên thì tiến sĩ đã thông báo một điều là số lượng thống kê di chuyển sang Manet lần đầu tiên cho đến thời điểm hiện tại là đã có hơn 462.000 người di chuyển sang Manet đợt đầu tiên này rồi, với tổng số dư được cung cấp là đến 420 triệu bi. Đấy, các bạn thấy không? Rất nhiều bi. Như vậy là đã có gần nửa triệu người được di chuyển sang Manet. Còn nếu như trong thời điểm này bạn chưa được di chuyển sang Manet, có nghĩa là bạn đang trong hàng đợi, bạn không cần phải lo lắng, chỉ cần đợi vài ngày sau là bi nó sẽ về với của bạn nha. Cho nên các bạn hãy chờ nha, hãy kiên nhẫn. Đó là thông tin đầu tiên mà tiến sĩ muốn đưa đến cho mọi người trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Tiếp theo đã có một người dùng hỏi, đó là: thưa ông, tôi là partner lâu đời và đã khai thác từ 2 đến 3 năm trở lại đây. Tôi cũng thành lập một nhóm lớn, nhưng những thành viên của tôi đã được làm KIC, còn tôi thì vẫn chưa được KIC. Tôi đang lo lắng là khi nào KIC sẽ đến. Và tiến sĩ Nicholas đã trả lời là chúng tôi đang nghiên cứu một giải pháp để tạo điều kiện cho nhiều người tiên phong tham gia KIC hơn, và còn có thể ping cho những thành viên khác trong nhóm để họ đến với KIC. Có nghĩa là suất KIC nó sẽ dần được đến tay tất cả mọi người. Và sau này sẽ có thêm một tính năng nữa mà được tiến sĩ Nicholas chia sẻ ở đây, đó chính là các bạn nhắc nhở các rep của mình thực hiện KIC khi mà họ có đủ điều kiện, giống y như các bạn nhắc nhở rep của bạn khi mà kết thúc phiên khai thác vậy. Thì sau này nó sẽ có thêm một tính năng như vậy để bổ sung thêm nữa. Tiện thể thì mình cũng chia sẻ luôn những phần hỏi đáp liên quan đến KIC trong buổi sáng ngày hôm nay. Đó là một người dùng đã hỏi quy trình KIC của tôi bị kẹt lại và nó cứ ghi là tìm dữ liệu hồi và tôi không biết mình cần phải làm gì. Thì tiến sĩ chia sẻ cái cách đó là bạn có thể đợi tối đa nha là 2 đến 3 phút, và nếu như bạn đợi quá 3 phút mà nó không phản hồi gì thì các bạn nên quay lại vào vài ngày sau, chứ không nên ở đó làm gì nữa. Vì đây cũng có một người dùng cũng hỏi câu hỏi tương tự, đó là tôi đã không thể thực hiện KIC vì cái lỗi hiển thị tìm nạp dữ liệu trong vài ngày qua, vui lòng hãy giúp tôi. Thì tiến sĩ trả lời này, đó là ứng dụng KIC hiện tại đang quá tải do lượng truy cập lớn và chúng tôi đang nghiên cứu để mà khắc phục sự cố đó. Cho nên mình cũng có chia sẻ trong các video liên quan KIC rồi, nhưng vẫn rất nhiều partner hỏi mình là tại sao nó lại lỗi thế này, lỗi thế kia trong KIC. Thì cách của tiến sĩ chia sẻ là các bạn đợi 2 đến 3 phút và nếu như đợi không có phản hồi thì nên quay lại vào một lúc khác khi mà máy chủ nó ổn định hơn. Hoặc là thêm một lỗi nữa, lỗi này thì nó lại xảy ra đối với những người đã KIC xong rồi, đó là: xin chào tiến sĩ Nicholas, một trong những người bạn của tôi đã thực hiện xong KIC của mình nhưng anh ấy vẫn nhận được lời mời KIC khi bắt đầu mỗi phiên khai thác mới, làm ơn có vấn đề gì không? Thì tiến sĩ trả lời nè, không thành vấn đề gì cả. Việc xuất hiện KIC sau mỗi phiên khai thác dù cho bạn đã KIC xong rồi là một cái lỗi mà đội ngũ Beta Team hiện tại đang tìm cách để sửa, mặc dù nó hơi gây phiền nhiễu một chút. Cho nên là cách khắc phục dành cho những bạn nào đã KIC rồi mà vẫn nhận được suất KIC sau khi bắt đầu phiên khai thác mới là các bạn cứ tắt suất KIC đi nha, không cần nhận làm gì, bởi vì căn bản bạn đã hoàn thành xong KIC rồi thì bạn không cần phải làm lại nữa. Ok, và đó là những cái câu hỏi liên quan đến KIC mà tiến sĩ trả lời sáng hôm nay. Và bây giờ tiếp tục là những câu hỏi khác liên quan đến Manet. Đó là tôi muốn biết thời gian chờ 14 ngày có cố định hay không. Ví dụ một người nào đó thông qua KIC vào ngày 15 tháng 8 và anh ta có cần phải đợi đến 14 ngày trước khi anh ta có thể sử dụng số bi trong hệ sinh thái không? Hay là số lượng 14 ngày này nó sẽ được giảm sau này? Thì tiến sĩ trả lời này, chúng tôi hiện tại đang có khoảng thời gian chờ có thể đảo ngược 14 ngày. Bởi vì đây là lần đầu tiên chúng tôi di chuyển sang Manet, cho nên muốn mọi thứ nó được an toàn. Ý của tiến sĩ nói là muốn mọi thứ trong 14 ngày đó để cho đội ngũ có thể sửa hoặc là canh chỉnh những cái lỗi nếu như nó xảy ra. Bởi vì đây là lần di chuyển bi về ví Manet lần đầu tiên, cho nên nó có thể có những cái lỗi xảy ra. Và nếu như mà cho trao đổi liền
thì họ không kịp thời gian để xử lý những vấn đề, cho nên 14 ngày chính là cái số ngày đội ngũ có thể phản ứng và giải quyết khi mà có lỗi vô tình nó xảy ra trong thời gian di chuyển bi về với manet. Nhưng tiến sĩ cũng có chia sẻ là trong tương lai chúng tôi có thể đánh giá lại khoảng thời gian chờ xử lý, nhưng hiện tại nó là 14 ngày. Vì vậy, bây giờ bất cứ khi nào ai đó nhấn nút di chuyển sang manet, quá trình di chuyển của họ sẽ có thêm khoảng thời gian chờ là xử lý là 14 ngày. Cho nên là hiện tại là nó 14 ngày nha. Nhưng mà trong tương lai thì họ có thể suy nghĩ lại cái khoảng thời gian chờ đó. Tiếp theo là một chia sẻ về manet này. Đó là có lẽ dữ liệu di chuyển về manet này trên tổng cung và cái số tổng cung bị khóa sẽ hiển thị trên blockchain để cho nó minh bạch hơn. Thì tiến sĩ là chia sẻ là có. Chúng tôi dự định thêm những con số di chuyển lên Block Explorer, bao gồm là tổng tài khoản này, tổng cung lưu hành và tổng phần bị khóa. Cho nên là sắp tới chúng ta sẽ nhìn thấy được số lượng tài khoản này, số lượng tổng cung lưu hành và số lượng tổng cung bị khóa trên blockchain B. Đó, để chúng ta có thể dễ dàng và nắm bắt được những số liệu thống kê cho đến thời điểm hiện tại của B Network. Đó, bao gồm bao nhiêu tài khoản, bao nhiêu tổng cung hiện tại đang được lưu hành và bao nhiêu số bi hiện tại đang bị khóa luôn. Chúng ta sẽ thấy mọi thứ rất rõ ràng. Một gợi ý tiếp theo của một pioneer mà mình nghĩ cũng nhiều bạn sẽ muốn biết, đó là tốt nhất nếu như mà bi browser xuất hiện trên máy tính, thì tiến sĩ có chia sẻ về tương lai, đó là chúng ta sẽ có nó. Ban đầu nó sẽ được tích hợp nút và sau đó một trình duyệt chính thức hoặc là một tiện ích mở rộng xuất hiện ở trên Chrome. Và đây là thông tin cuối cùng, một thông tin mà mình nghĩ nhiều bạn cũng rất là muốn hỏi về tiến sĩ, đó là: xin chào tiến sĩ Nicholas, bạn cùng các thành viên Bico Team khác đã từng nghĩ đến việc tăng tỷ lệ giảm một nửa mỗi tháng hay chưa? Hiện tại thì tỷ lệ giảm nó chỉ rơi vào khoảng 2-5% và theo ý kiến của tôi, nó là quá ít. Mạng bi có được cho là khan hiếm không? Cảm ơn tiến sĩ. Thì tiến sĩ trả lời này, nó tuân theo một hàm phân phối, hàm mũ âm. Bạn cần xem ở trong các chương cập nhật sách trắng. Ok, thì mình sẽ chia sẻ cái vấn đề này để cho các bạn khỏi cần vào xem chương sách trắng nha. Mình biết là nhiều bạn hỏi là tại sao cái số lượng giảm nó ít như vậy, liệu như vậy nó có đảm bảo được độ khan hiếm hay không? Thì câu trả lời, ngay từ việc mà đội ngũ Bico Team kích hoạt hệ thống giảm công suất mỗi tháng là họ đã tính toán được làm sao để cho tổng cung lưu hành và số lượng và số bi được khai thác ra trong tháng đó nó được tốt nhất. Vì nếu số lượng tổng cung được khai thác ra trong tháng trước đó khai thác nhiều hơn mức mà đội ngũ Bico Team đã dự định thì tháng sau tỷ lệ khai thác sẽ giảm nhiều. Còn nếu như số lượng khai thác của tháng trước đó không vượt quá nhiều so với chỉ tiêu và kế hoạch của đội ngũ Bico Team thì tỷ lệ nó giảm ít là chuyện bình thường. Quan trọng không phải là việc giảm 2 hay là 5% ở đây. Quan trọng là đội ngũ Bico Team đã có tất cả kế hoạch cho những điều này. Có nghĩa là mỗi tháng đội ngũ Bico Team đã viết và dự định số bi được khai thác trong tháng đó là bao nhiêu rồi. Và chỉ cần đi đúng theo kế hoạch mà thôi. Việc điều chỉnh tỷ lệ khai thác hàng tháng nghĩa là họ đang điều chỉnh cho nó đúng với số bi khai thác qua mỗi tháng mà họ đã lên kế hoạch trước đó rồi. Cho nên mọi thứ đều nằm trong kế hoạch nha. Mình trả lời như vậy cho các bạn hiểu, nên các bạn cứ yên tâm và không cần nghi ngờ về vấn đề đó. Ok, và đó là toàn bộ thông tin mà tiến sĩ Nicholas đã chia sẻ trong buổi sáng ngày hôm nay. Hy vọng rằng thông tin này sẽ đem đến cho các bạn những điều bổ ích. Và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.